Kênh Tây Phương kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mình đang có mặt tại ngay chỗ giao lộ giữa cao tốc Cầu Tẻ Gạch Sỏi với tuyến cánh Rạch Giá nha. Hôm nay dự định là mình quay vòng hết cái khu này, mấy cái đường ra đường vào cho mọi người cùng biết nha. Đây phía bên tay phải là mình đi thẳng ra luôn á, là mình ra quốc lộ, ra tuyến cánh Rạch Giá, sau đó chạy về hướng quốc lộ 80. Nó còn mình đảo qua phía bên đây á, có nghĩa là ra ngay chỗ quốc lộ 61, cái chỗ mà video hôm trước á mình chỉ cái đường đi ra Gạch Sỏi đó, là sẽ đi cái đường này đi thẳng ra nè. Cầu phía trước của mình là một cái cây cầu vượt. Cầu vượt này thì nó sẽ đi từ phía bên tay phải nè, nó đi vượt qua phía bên tay trái nè, tức là nó sẽ đi từ cái hướng quốc lộ 80 qua thì nó nhập lại vô phía bên tay trái mình. Và có một cái con đường để khi mà đi từ quốc lộ 61 mà đi qua tuyến cánh á, thì người ta sẽ ôm cây cầu vượt này để chạy ngược qua. Nói chung mình hồi mình lên đi cầu mình chỉ cho dễ hiểu. Đó, cái khúc này nó đã đúc được cái dầm cầu phía bên gần mình rồi nè. Còn phía bên kia một cái làn đường phía bên kia nữa thì người ta đang đúc bên kia. Thì chắc cũng chuẩn bị xong rồi đó. Thấy cái dầm phía bên đây ta gỡ ra mấy cái thiết bị mà để đúc dầm á, gỡ ra rồi. Giờ ta gáp qua bên kia. Đó, bây giờ mình đảo ngược lại nè, nó cùng chiều với ánh sáng thì nhìn nó đẹp gì đó, chứ nó ngược chiều thì nó hơi kỳ kỳ. Mình cái hướng mình đang đi này giống như là từ quốc lộ 61 mà chạy thẳng vào nè. Sau đó mình muốn đi qua quốc lộ 80 á, thì mình sẽ quẹo phải, mình ôm cái cầu vượt này mình chạy. Sau này nguyên cái dòng xây này sẽ đi đường một chiều hết, không có cái đường nào giao đường nào hết trơn á, toàn là ôm cua quẹo không à, mình làm cầu vượt mà. Nè, cầu này sau này sẽ vượt để đi vào hướng quốc lộ 80 bên Hà Tiên. Bây giờ mình quẹo mình vượt lên cho mọi người cùng xem. Cái chỗ này thì nó đang giai đoạn có mấy chiếc xe lưu, nó lưu cho phẳng ra kìa. Cũng muốn xong rồi đó. Chủ yếu là cái nhịp ở giữa, cái nhịp cái dầm ở giữa người ta làm xong nữa là xong à. Còn mình thấy mấy cái khâu vòng vòng nó muốn xong hết rồi. Nè, mấy cái chỗ này là mấy cái đường dẫn nè, cũng ok nè, phẳng nè. Mà ở này cũng không có đường lên đâu, thôi chắc mình hoành xuống đi. Đó thì nói chung là cái đường lên cầu vượt nè, mình chạy lên khúc cho mọi người cùng xem. Đó, còn thí dụ như mình đi thẳng xuống và nhập vô cao tốc đó. Còn cái đường phía bên tay trái mình hiện bây giờ là cái đường mà ôm để đi qua bên quốc lộ 80. Tức là sau này người ta sẽ đi ngược về cái hướng mình đang chạy nè. Còn cái hướng phía bên tay phải mới là nhập vô lên của cao tốc. Tại vì giờ nó chưa hoàn thành nên mình cứ chạy lung tung, chỗ nào chạy được chạy à. Chứ tại phía bên kia cái đường nó chưa đi được. Cái đường mà nhập vô cao tốc á. Đó, giờ xong vòng vòng khu này đó. Đường vòng khu này nó cũng tương đối cũng muốn xong, mà chủ yếu còn cái dầm đó mình thấy nó còn dang dở cho đó thôi, chứ vòng vòng mấy khu này gần như muốn xong hết rồi. Đó, đường này là đường đi vào nè, đi vào cao tốc nè. Thôi chắc mình đảo ra đường ra đi, rồi mình quay phía bên mặt bên kia kìa, để cho nó dễ nhìn với dễ hiểu hơn. Chứ mình đi cái đường ngược này khó nhìn quá. Với ánh sáng nó không có được đẹp. Mình quay ngược sáng cái là nó tối thui vậy. Thì chủ yếu là còn cái dầm ngay chỗ cầu vượt này nữa là những cái giai đoạn cuối cùng rồi đó. Mình thấy mấy cái cầu vượt ở bên trong thì nó đã gác dầm xong, nó đang thi công đường trên kia. Ở dưới nó cũng gần như xong rồi. Thì chắc cỡ tuần nữa là mấy cái cầu bên trong kia nó xong hết rồi. Chủ yếu còn cái cầu vượt ngay chỗ cái giao lộ với tuyến chánh này thôi à, chứ còn mấy khúc kia ok hết rồi. Cái đường vào hiện bây giờ thì người ta có gào lại rồi nha mọi người. Mấy người thích muốn đi thì chỉ đi xe máy được thôi, chứ xe ô tô thì không có đi được. Người ta gào đây có bảo vệ canh hết nha. Nhưng mà mình xe máy thì cũng có thể đi được. Nhưng mà ở cái khúc ở trên cầu dầm cống chẳng á, thì nó gào ngang á nha. Không biết đi vào được, mà không biết có đi ra được hay không thì mình không đảm bảo đâu nha.
Nè, cái này là quay lại ngay chỗ tiến cánh gạch giá. Tiến cánh gạch giá là sau này nó chỉ đi một chiều quẹo phải này thôi nè, chứ cái chiều ngược lại thì sẽ đi cái chỗ cầu vượt đó. Nè, thì giờ đường này sau này sẽ sửa lại thành đường một chiều luôn, không có cho đi ngược là gì đâu. Rồi rồi phía bên bên chuẩn bị sắp tới cái đường vào nè, là cái đường mà người ta muốn đi thẳng vô cao tốc cũng được, còn không người ta ôm cái cầu vượt để người ta đi ngược qua phía quốc lộ 80 ngay chỗ đường về Hà Tiên á. Đây để mình quẹo vào bên đây. Sau này từ quốc lộ 61 mà đi đi vào thì sẽ đi đường này nè nha mọi người. Còn đường mình đang chạy là cái đường đi ra. Đó, cái khúc này nó cũng muốn hoàn thành hết rồi nè. Cái chỗ này nó chỉ còn có gác mấy cái giải phân cách nữa thôi là xong rồi. Chứ cũng muốn hoàn thành hết rồi. Đó, đây cùng sáng cái mình dễ quay hơn. Chứ nãy đứng ngược qua bên kia nó khó quá, nhìn nó ngược ngược, nó ngược ngược sáng khó sáng. Hồi nãy giờ mình đi đảo vòng 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 hết ba bốn đường ngay chỗ cái cầu vượt này rồi đó. Đây chắc để đứng đây cái mình quay một vòng cho mọi người cùng xem cây nó tới đâu rồi. Nó nhìn tổng thể thì chỉ có còn ngay chỗ cái dầm đó thôi là coi như xong hết rồi đó. Mình thấy người ta cũng đang tập trung quá trời, chắc cũng không mấy hồi nữa đâu. Đây phía bên kia là cái đường đường ra của cao tốc, rồi nó nối với tuyến cánh gạch giá ở đầu đó đi ra quốc lộ 80. Còn cái đường ngay chỗ xe lưu này nè là cái đường vào cao tốc của cái nhánh phía bên quốc lộ 80 đó. Đó, cái nó chạy lên cao tốc, chạy lên cầu vượt này nè, cái có đường nhập lên vô cao tốc lộ tẻ. Cái cầu vượt này nó có hai lên xe nha, ê, nó có hai hai hướng đi nha. Một hướng là sẽ đi vào cao tốc, với một hướng là từ quốc lộ 60 á, 61 á, mà người ta muốn đi qua quốc lộ 80 á, thì người ta sẽ chơi cái cầu vượt này luôn. Chỗ này mấy công nhân người ta đang tập trung quá trời này, thiết kế người ta làm cái chỗ để mà đổ cái dầm này, chắc do nó dài quá cái nó to quá cái người ta chơi đúc trực tiếp ở phía trên nó luôn, chứ người ta không có đúc sẵn. Còn mấy cái dầm cục cục kia mình thấy toàn là đúc sẵn, cái người ta cẩu lên người ta gác lên không à. Còn cái này bữa hổm giờ làm chậm nhất rồi nè, là người ta kê cái dàn giáo sẵn gì nè, cái người ta đúc trực tiếp cái dầm trên đây đó. Công nhân cũng rất là nhiều nha, mình thấy ở xa mình không thấy chứ mình zoom lên là nhóc người tránh nữa. Hy vọng rằng sẽ kịp kịp thông tiến vào cuối tháng 11 này, thì nói chung là cuối tháng 11 hay cuối tháng 12 gì thì chắc mình nghĩ cuối tháng 11 sẽ cho xe thông được á. Tại vì cái dầm này á, mà coi cho dù có chưa hoàn thành mà cái đường dưới người ta hoàn thành á, thì người ta cũng đi tạm gì cũng được, rồi chừng nào xong cầu vượt thì đi cầu vượt thôi, chứ nguyên cái toàn tuyến này thì nó chỉ còn cái chỗ cầu vượt này thôi, chứ chỗ nào cũng chạy được chân này cũng ok hết rồi. À, phía bên đây người ta cũng gác cái dầm cũng muốn xong rồi nè, gác cái dầm phía bên kia nè, còn phía bên đây chưa gác xong thôi. Đó, mấy cái container nó chở đồ để thi công cho tuyến cao tốc đó, nó cái đó nó chạy đường ga đó. Nó sau này nguyên cái khu này nó rất là rộng nha, giao lộ đi hai ba chiều tùm lum chân, nhiều khi có khi là không để ý, không biết đường đi nữa. Này. Đó là đường từ quốc lộ 61 chạy lên. Sau này sẽ không có xe tải, nó không có chạy
như cái chiếc xe tải đang chạy qua hướng đó đâu nha. Sau đó thì sau này chỉ có một chiều một mà đi từ quốc lộ 80 đi hướng ngược lại qua đây thôi à, chứ không có cho chơi cái chiêu đi ngược lại gì nữa. Mai mốt đi ngược lại chèo cầu vượt này. Rồi sau này không biết cái chỗ này có cái chỗ thoát nước không, mình thấy sao mà bao ba bên bốn phía hết trơn à. Nên giờ nó ứ nước trong đây nè, thấy nhà người ta đang ở tập thể thi công mà thấy nó ngập tùm lum hết trơn, cũng thấy ghê. Đó, chỉ cần xong cái dàn giáo này xong gỡ ra người ta làm đường bên dưới là chạy phà phà rồi. Ta trường đóng đá sẵn luôn. Sau này cán xuống cái là quất cái ốp nhựa qua cái ok liền. Đó cầu vượt đó. Hy vọng rằng sẽ người ta sẽ thi công kịp thời để tới cuối tháng này chạy on luôn cho nó khỏe, chứ bây giờ chuẩn bị tới Tết rồi đó, nên cái lưu lượng giao thông này nọ đó cũng nhu cầu cũng tăng cũng rất là cao. Đặc biệt là cái tuyến quốc lộ 80 cũ hiện bây giờ thì nó xuống cấp trầm trọng lắm rồi, nó đổ hang tùm lum hết trơn rồi. Giờ người ta chạy người ta ngán ngược chứ lắm rồi đó. Mà giờ xe bây giờ không đi đường đó thì đi đường nào giờ? Nó nên giờ cũng đó là một cái đang vướng mắc. Hy vọng cái tuyến này nó đưa vào sử dụng kịp thời thì nó cũng giải tỏa được cái chuyện đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của kênh Tây Phương nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người video tiếp theo ạ.